Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm qua em về được ít máy, thì đa số là những cái máy trên 2 triệu thôi, dưới 1 triệu mới cả dưới 2 triệu bây giờ thì em cũng nhập cũng rất là ít nha mọi người nha, thậm chí là không nhập được luôn, không có hàng. Dưới 1 triệu có một cây này, nhưng mà thật sự mới cả dưới 2 triệu cũng có một cây này. Thật sự là em sợ là mọi người sẽ không ưng, vì nó là tiền nào của đấy thôi mọi người ạ. Chứ rẻ mà mình, kể cả em đi lấy hàng vậy, rẻ mà đòi hàng xịn, hàng đời cao, máy xấu cũng không có nữa mọi người. Máy xấu người ta cũng lao động người ta làm hết, cũng không tới lượt mình. Đấy, cho nên là mọi người coi video thì mọi người, mong mọi người hiểu dùm. Cái gì nó cũng có cái đúng cái sai, cái gì nó cũng có trái phải hết, chứ không có mà ảo được mọi người. Trên tay em đang cầm là con LG. LG này giá có 500 ngàn thôi mọi người. 500 ngàn. Máy thì thuộc dạng là lên mạng, lướt web Facebook, Zalo, YouTube bình thường hết nha. Đấy. Cái này là kiểu máy của nó là gì đây? X21K 210K LMX21L LMX210K. Đấy. Con này nút nguồn thằng LG này chuyên gia nó nằm ở sau lưng nha mọi người nhá. Nhiều người về không biết mở nguồn, cứ tìm nút mở nguồn không thấy. Thực chất ra bấm nút dưới này này. Đó. Nó tự lên nhá. X2 này. Này thì mọi chức năng nó xài full hết nhá mọi người nhá. Chỉ có cái là máy ngoại hình nó cũng không được đẹp lắm là cái thứ nhất. Hai nữa là cấu hình nó cũng thấp thôi, không cao. Con này chắc RAM của nó cỡ ghi thôi, hoặc là 2 GB gì đó, em cũng chẳng để ý cấu hình đâu, tại vì giá rẻ mà. Có 500 ngàn thôi, mọi người mua về cho trẻ con coi hoạt hình cũng được, cho nó đỡ phá, đỡ quấy. Đó, 500 ngàn này. Và đến con Samsung A6 này. A6 28 hàng công ty nhá. Mà máy vỏ viếc đẹp luôn. Đó. Con này giá 1 triệu rưỡi nha. Màn hình con này là có thay rồi. Và ngoài màn hình ra thì em cam kết là tất cả là zin hết. Đấy. Thì em sẽ kiểm tra cái phần email xem nó trùng vỏ không nhá. Đoạn này cũng chẳng ai rảnh đâu đi khắc email ở cái vỏ mọi người ạ. Email của nó là 4 số cuối là 1760. Đấy, mọi người nhìn thấy không? 1760 này. Trùng hết mà vỏ rất đẹp luôn. Đấy. Giá con này thì em bán là 1.450.000 nhé mọi người nhé. Thì dạo gần đây thì tất cả những cái máy em bán ấy là đều em không kèm sạc. Đấy, mỗi người có một cách bán khác nhau. Còn có nhiều người thì bán thì tặng sạc, tặng dự phòng, tặng này tặng kia. Nhưng mà tất nhiên là cái gì nó cũng đâu vào đó hết. Đó. Thì tiền tặng, tiền máy thì nó sẽ phải chênh lệch đi nhé mọi người nhé. Và tiếp theo em đến với cây iPhone đi. Đấy. iPhone thì em có iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone 6S. Đó, 6S con máy này là hàng lock nha mọi người nha, hàng lock và 16GB. Con này thì mọi người mua thì có kèm sẵn cho mọi người một cái SIM ghép thần thánh. Là mọi người chỉ việc gắn SIM và bấm tiếp tục là nó sẽ ok, nó sẽ xài bình thường nha. Và nó fit tất cả các lỗi như là sao 101, tin nhắn rồi vân vân, nó fit như quốc tế 100% nhé mọi người nha. Đấy. Thì mọi chức năng thì nó xài full hết, kể cả vân tay xài full hết nhé. Em kiểm tra vân tay. Ồ, con này lại mất vân tay, em xin lỗi nhé, mất vân tay. Mà giá nó rẻ thôi mọi người. Con này giá của nó có 1.600.000 thôi, 6S nhé, chứ không phải 6G đâu. 6S giá 1.600.000. Pin thì con này đã được thay 100 rồi. Đấy, con này thật sự ra bán cũng chẳng có lời đâu nha. Mới đầu mua thấy giá rẻ, mua 1.200.000 về thay một cục pin nữa. Xong rồi cái camera, nói thẳng với mọi người là camera nó cũng hơi mờ, nó không được nét lắm. Đấy. Tính già hóa non, cứ nghĩ đâu là nó rẻ nhưng mà thực chất ra nó cũng chẳng hề rẻ. Nhưng mà em bán với giá đấy là quá là ok rồi mọi người ạ. Tức là bán về cho mọi người giá rẻ, chứ thật sự em là em không có công ở đây rồi. Đó.
Con này em bán là 1 triệu 6 nha mọi người nha. 6S. 16GB. Máy lóc vỏ đẹp lắm. Con này vỏ siêu đẹp luôn. Không cấn móp đâu nha mọi người nha. Cấn, mọi người phát hiện ra cấn thì thua. Em thua luôn. Không cấn một chút nào cả. Đây. Nó có xài ốp lưng và nó có bị hơi ngả màu tí ở ngay gần trái táo đây. Nhưng mà còn rất đẹp. Ốp lưng này em vừa mới bóc ốp lưng mới gắn vào để cho nó đỡ chảy. Đó. Mấy cây giá rẻ, 3 cây. Để tí nữa, từ giờ ăn tí nữa xem làm được cây nào giá rẻ nữa không. Và có cả Redmi Note 8 này. Đấy. Đợt này thì hàng thì đã khan rồi thì thôi, lại còn giá lại tăng, nó không giảm. Đấy chứ thực chất ra em đăng video này chứ có những cây em không bán được luôn mọi người. Tại vì giá rất cao. Giá cao là do người giao người ta đã cao sẵn rồi. Nếu mà mình không nhập thì mình cũng không có máy bán. Đó. Mà nhập rồi thì giá cao quá mình bán ra không được, đã lời ít nữa. Đó. Con máy này nó đẹp lắm. Đẹp cỡ 98, gần 99% đấy. Redmi Note 8 hàng công ty nhé mọi người nhé. Đây thì mọi người thấy thùng rác này. Đó. Màu đen. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Và màn hình 6,3 inch. Pin 4000 4000 luôn nhé. Và 4 camera vân tay sau lưng. Đó. Lưng kính luôn nhé. Sườn bằng giống như bằng nhựa, nhưng mà nhựa cứng á. Màn giọt nước rất là đẹp và zin toàn bộ nhá. Con này thì em bán giá là 3.050.000 nhá. Đó. Đợt trước thì em nhớ em bán cái cây máy này cũng tầm tầm giá đó thôi. Nhưng mà hiện tại là giá không xuống thì em mới nói với mọi người để mọi người biết. Thì em lấy hàng thì em không trả giá đâu. Chủ yếu là cái hàng chất lượng thôi mọi người ạ. Và tiếp theo em đến với cây 7G 32GB. Con này zin nguyên áp nhé mọi người nha. Zin nguyên áp, pin 100 và số EMA là 8000. Số EMA 8000 này mọi người thấy không? Rất đẹp. Con này bây giờ mọi người kiểm tra app nó còn nguyên si luôn. Đó. Mà máy còn đẹp, rất đẹp luôn. Màu hồng nhá. Rất là đẹp. Đấy. Con này là em đánh giá nó cỡ 98%. Không được 99 đâu. Nếu có khả năng đánh sạch mấy cái viền trắng đi. Lấy xăng đánh sạch viền trắng đi là đẹp. Gần 99 đấy. Đấy. Xuất sắc. Con này thì em bán là 3.800.000 nha mọi người nha. Hàng quốc tế. Đó, iPhone 7. Đây, và tiếp theo em đến với hai cây S9. Một cây S9 Plus và một cây S9 này. S9 nhỏ, cây này thì giá cũng rẻ này. Đấy. Cây này thì màn hình nó có bị đốm nhẹ ở đây. Mọi người đâu, đốm rất nhẹ và phải nói là phải để ý kỹ lắm thì mới thấy được. Thì hôm qua này em giật mình. Bảo con này nhập vào giá trên 3 triệu một chút à. Đó. Mà mình không biết tại sao mà lại giá trên 3 triệu. Cuối cùng ông đó ông mới chỉ là đây. Màn hình nó bị đốm nhẹ ở đây. Thì em thấy nó cũng hợp lý thôi. Tiền nào còn đấy. Ngoài ra thì máy còn rất đẹp nha. Nó cỡ 95-96%. Hoặc 96-97 tùy theo mỗi người, mỗi cách nhìn khác nhau nhé. Màn hình đẹp không xước. Lưng thì cũng có hơi hở nhẹ ở đoạn này. Nhưng mà nó cũng rất là khít. Nếu như mà mọi người phải xăm soi phải tỉ mỉ lắm mới nhìn thấy. À đây, bóp nó xuống được này. Khả năng keo nó bị hơi hở nhẹ. Nhưng mà chẳng ảnh hưởng gì cả. Con này thì cấu hình của nó RAM 4 bộ nhớ 64GB thôi. Nó là bản Hàn một sim nhé mọi người nhé. Mọi người có thể là lên 2 sim. Và màn hình 5,8 inch, pin 3000. Đó. Giá hiện tại con này em bán là 3.450.000. 3450 nha mọi người nhé.
lời đúng 200 ngàn ở đây. Và tiếp theo đến với cây Samsung S9 Plus hàng công ty. Con này zin nguyên áp luôn nha mọi người nha. Và máy cũng còn tương đối là đẹp, nó cỡ 97-98% đó. Em thấy là không cấn móp và nó chỉ bị nhâm nhẹ ở góc viền dưới này. Rất nhẹ nha. Tóm lại là con này em đánh giá là cực kỳ đẹp rồi. Hiếm con hàng công ty nào mà đẹp được như thế này. Đó. RAM 4, bộ nhớ 64. Em coi lại 64 hay là 128. RAM 6, bộ nhớ 64 nhá, em xin lỗi. Và màn hình là 6,2 inch, pin 3500. Số email là 8688. Màn zin đẹp không ám. Đó, áp suất nào. Đây, áp suất cũng còn nhưng mà nó cũng hơi yếu. Tại vì những cái dòng này nó cũng hơi lâu rồi. Chỉ có dành cho những người mà đã từng xài nó rồi và biết đến nó thì chất lượng nó mọi người sẽ hiểu được nhá. Thì cái máy này thì em bán là 5 triệu 3, 5 triệu 300 nghìn nhá mọi người nhá. Đó, chưa đâu, em còn một cây giá cực kỳ đắt. Nói thật với mọi người là như thế. Nó đắt ở đây là không phải là em bán đắt đâu. Em biết cái chỗ kia nó giao cho em cũng cao rồi, nhưng mà em vẫn nhập là vì máy nó quá đẹp và quá xuất sắc. Đấy, có khả năng đăng video lên mọi người báo em, bảo em bán ngáo giá. Thật sự là như vậy. Đây, cái này em chấp nhận, em nhập vào cái giá 4 triệu rưỡi này. Cái này là mọi người biết cái gì không? Oppo Zino RAM 6, bộ nhớ là 256GB nha mọi người nha. Rất là khủng, bộ nhớ rất khủng. Đó, và màn hình 6,4 inch. Pin của nó là 3765. Ngoại hình con này chuẩn đẹp luôn. Không có điểm trừ mọi người ạ. À, chỗ này nó có hơi bị nhâm nhẹ xíu, rất là nhẹ thôi nhá. Đó, ngoài ra thì keng. Mọi người thấy màn hình của nó đẹp khủng khiếp không? Nếu mà so sánh với màn hình Zino 2F thì con này em đánh giá nó cao hơn một bậc. Một bậc tiền bối nó là nằm ở đây này. Đấy, mọi người cứ coi thông tin Oppo Zino thôi nhá. Máy mới của nó hiện tại này vẫn giữ giá là 12 triệu 800. Đó. Và hiện tại con máy này em bán cũ nhá, và em nhập cũ lại là đã 4 triệu rưỡi rồi. Thì em xin phép con máy này em phải được lời 400 đến 450. Là vì em đã quá là thích con máy này. Và em biết là trong những số người coi thì có những người thì bảo là máy này giá như vậy là quá cao, không thể mua được. Nhưng mà tùy thôi, có những người ta thích thì người ta vẫn có thể là mua được. Đó, thì em bán là 4 triệu 9 nhá mọi người nhá. Đó, 4 triệu 9. Đáng nghĩa là 4 triệu 950. Con này em quá là tâm đắc luôn nhá mọi người nhá. Màu rất là đẹp. Và camera của nó này, em thích nhất cái kiểu camera vây cá mập. Mọi người thấy không? Đẹp chưa? Vây cá mập. Rất là đẹp nhá. Mượt mà. 256GB thì mọi người chắc xài biết bao lâu mới hết được đúng không? Đó, con này hiện tại em bán là 4 triệu 9 nha mọi người nha. Con này nếu mà trường hợp không bán được em để trưng cũng thấy đẹp nữa. Đó, là mẫu để sau này bán đồ cổ nha. Và tiếp theo em đến hai cây Samsung A7 đời 2018 nha mọi người nha. Đó, một cặp. Thì hai cây này là máy zin hết. Đấy, thì muốn biết zin hay không thì mọi người cứ kiểm tra là số email trước và số email sau nó trùng. Đó. Thực chất ra cái này thì người giao hàng cho em, chơi giao máy cho em, người ta báo zin rồi thì em cũng không muốn kiểm tra. Tại vì làm ăn với nhau cũng quá là lâu rồi. Đây, 2174. 2174. Đấy. Cho nên là những cái vấn đề rất là nhỏ này không cần phải nhất thiết phải kiểm tra. Tại vì kiểm tra một cơn máy rất là tốn thời gian, chủ yếu là uy tín thôi. Đấy, hiện tại cây này là RAM của nó là RAM 4, bộ nhớ 64GB.
Giá thì em bán là 2.750.000 nha mọi người nha, một cặp luôn. Thì cây nào cũng 2.750.000, cây màu xanh với cây màu vàng, cây nào cũng đẹp cả. Đây cây màu xanh đây, cây nào cũng đẹp hết nha mọi người nhé. Đấy, tất cả là ram 4 bộ như 64. Tùy theo mỗi người, thích mỗi màu khác nhau nhé. Bán một cây 7 Plus giá rẻ cho vui nhé mọi người nhé. 7 Plus 32GB, hàng quốc tế, LLA, pin 84, suối mây là 9783. Đó, cây này hôm nay em bán là 5.400.000 nhá, chỉ có một cây duy nhất giá rẻ cho mọi người thôi. Rất là đẹp, mọi hình của nó thì khỏi chê rồi, mọi chức năng xài full nhá. Cái pin của nó còn 84, mọi người có thể là thích mọi người có thể thay được nha mọi người nhá. Đó. Giá này thì những anh em cửa hàng có thể nhập lại và bán lại được nhá. Đó. Rất là đẹp. Màn zin, men zin, vỏ zin nhá. Em không biết là có trùng với mây hay không. Để em kiểm tra nào. Thực chất ra mấy cái này giờ nó không quan trọng mấy rồi. Quan trọng là cái chất lượng nó thôi. Kiểm tra zin của người ta. À, 9783. Em cùng nhìn với mọi người nha. 9783. Con này nguyên zin hết nha mọi người nhá. Đó. Kể cả khay sim nó cũng còn zin luôn. Cho nên là mọi người yên tâm và giá ok quá mà. Giá rẻ hơn so với thị trường là bèo nhất nó cũng phải cỡ 7 đến 700 đến triệu, có khi đến 1.5 triệu nha mọi người nha. Đấy. À, Samsung A71 thì hôm bữa em có nói rồi, dạo này bán hàng cũng chậm lắm. Gần Tết này mọi người chịu khó làm để kiếm tiền, lo cái Tết thì mọi người lại ít để ý đến cái điện thoại hơn. Thì đấy, hôm nay em có 3 cây A71. Giá thì đồng giá luôn với mọi người là 5.700.000 đi. Đó. Tuy nhiên ở đây có một cây em bán giá là 6.000.000 đến 6.200.000 đấy. Trong này ấy, như là tùy mọi người. Mọi người có thể lựa chọn từng số mây. Một là 8909, hai nữa là con này email gì không thấy ghi, là 1630 nha mọi người nhá. Đó. Ui giời, con này em không muốn nhắc tới nữa rồi. À, có cây Vivo V9 này mọi người. Vivo V9 thì nó là ram 4 bộ nhớ 64. Con này thì tình trạng là máy zin. Vỏ zin luôn này mọi người. Vỏ nó có hơi nhâm nhẹ nhá, nhưng mà được cái là màn hình zin đẹp sáng. Sáng sủa. Đấy. Mọi chức năng thì chắc chắn là không thể nào mà không full được, không full thì không thể bán được nhá mọi người nhá. Giá cây này em bán là 1.900.000. Ngoại hình nó thì cỡ 96 thôi. 95-96% thôi. Máy cũ đã qua thời gian sử dụng rồi. Như vậy là quá ok nhé mọi người nhé. À, tiếp theo em đến cây Vivo V11i. Con này thì ram 4 bộ nhớ 128. Con này thì ram 4 bộ nhớ 64. Nhưng mà con này thì rất là đẹp nhé mọi người nhé. Con Vivo V11i này. Nó gần 99%. Chỉ có 98. Cứ 98% ạ. Màn con này nó full HD cho nên rất đẹp. Màn giọt nước nha mọi người nhé. Camera chụp rất là nét. Đấy. Thì con Vivo V11i này, hôm bữa em cũng có bán mấy cây, nhưng mà bán rồi thì mọi người hỏi rất là nhiều.
Và giá con này cũng rất là hợp lý nha mọi người nhé. Giá em bán là 2 triệu 250 nghìn nha mọi người nhé. Đó, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Rồi. Tiếp theo em đến với cái máy tính bảng Huawei. Con này RAM hình như có ghi thôi này. Và bộ nhớ của nó hình như là 16GB. Đó. À, RAM 1GB, bộ nhớ 8GB. Đó. Con này giá bán 900.000. Thì mọi chức năng nó xài full nhưng mà trừ cái camera sau này không chụp được nha. Thì con này camera để em thử luôn. Nói tóm lại là camera trước sau không sử dụng được nha mọi người nha. Với giá 900.000 thì mọi người về cho trẻ con mà nó coi hoạt hình thì đúng bài luôn mọi người. Màn hình rất lớn này, đỡ bị hại mắt này. Đó. Máy có gắn sim được nha mọi người nha. Đấy, máy có gắn sim được luôn này. Gắn sim, gắn thẻ được luôn nha. Với em tới cái máy tính bảng nó đời cao này. Máy tính bảng đời cao thì con này mới của nó là hơn 8 triệu cơ. Đó. Đây, mọi người thấy không, màn hình nó rất là bự. Con này 10 inch. Nó là máy tính bảng T515 nha mọi người nhé. Mọi người có thể lên Google gõ là máy tính bảng T515. Đó. Hiện tại nó đang xài Android 10 nha. Nó xài như cái máy smartphone luôn. Rất là cao cấp. Và con này nó có gắn sim luôn. Xài 4G được. Âm thanh nó cực kỳ hay. Lớn. Hai loa nha mọi người nhé. Lớn cực kỳ luôn. Và ngoại hình nó còn rất là đẹp đấy mọi người ạ. Cái này nó hơi bị trùng chỉ một xíu này. Đó. Còn ngoài ra là đẹp. Chỗ này nó cũng hơi bị lên một xíu thôi. Và rất hay luôn. Ấm lắm. Thì cái máy tính bảng này em bán là 3 triệu 850 nghìn nha mọi người nha. Đó. Máy tính bảng T515 RAM 3, bộ nhớ là, để em coi bộ nhớ bao nhiêu đây. Bộ nhớ 32GB nha mọi người nha. RAM 3 bộ nhớ 32. Đó. Máy tính bảng RAM 3 thì đa số là máy tính bảng chỉ có RAM 1 đến RAM 2. RAM 3 là rất là cao rồi. Loại này chơi game thì bá cháy luôn nha mọi người nha. Màn rất là lớn. Đấy, và hôm vừa rồi em có làm video nhưng mà video thì lượt xem này hơi ít. Hôm nay thì nhân tiện em cũng review lại những cái máy mà em đang cần bán từ ngày hôm qua, ngày hôm kia. Em đã làm mà ít lượt xem thì em đã đăng lại nhé. A80 thì em chỉ quay nôm na này cho mọi người biết thôi, tình trạng và zin hay không zin thôi. Hai cây này là máy zin hết nhé mọi người nhé. Ngoại hình thì một cây 97, một cây 98. Đó, nó thuộc dạng như vậy. Đấy. Thì là RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,7 inch và pin 3700 nhé mọi người nhé. Camera của nó thì nó là camera trượt lên trượt xuống. Camera trượt lên trượt xuống nhé. Đấy, lật lên lật xuống này. Thì một cây này em bán là có 4 triệu 950 nghìn thôi. Và một cây này em bán là 5 triệu 150 nghìn nhá. Đó. Redmi Note 9 này.
Redmi Note 9 thì cái này em bán là 3.450.000. Note 9 nha, không phải Note 9S nha. Thì Note 9S thì em có một cây nhưng mà kính cam nó bị bể. Đó, kính cam bị bể, cái này em cũng nhập vào lâu rồi này. Cho nên là cái này cũng hơi khó bán. Em tính là mua về để đặt cái kính cam này trên mạng nhưng mà hiện tại em chưa có thời gian em đặt. Cho nên là có thể là bán luôn về cho mọi người tự đặt về tự thay nhá. Con Note 9S 7 kính cam này RAM 6 bộ nhớ 128GB. Con này thì để em xem lại nào. Đợi em xíu anh nhé. Con này thì em bán là 3.750.000 đi. Đó, bán hòe gốc cho mọi người luôn. Chứ nếu như bình thường là máy nó vẫn trên 4 triệu đấy mọi người. Em vẫn bán trên 4 triệu được. Cái này bán về mọi người vẫn sử dụng bình thường nhé. Cam chụp vẫn nét bình thường. Máy thì rất là đẹp, cỡ 98% đấy, trừ cái kính cam thôi. Đó. Còn cây Note 9 này, cái này em bán là 3.650.000 nhá. Đó. Oppo F5. Oppo F5 này, hôm bữa em có đăng video rồi. Oppo Reno 3 thì một cây là 4.550.000, một cây là 4.700.000. Oppo K3 thì ba cây này thì em bán đồng giá này, 3.500.000. Đó nghe 3.650.000. Này giảm kịch sàn luôn nha mọi người nhá. Đó. Samsung A70 4.100.000 và Redmi Note 8 Pro. Cây này là 3.850.000 này. Redmi Note 8 Pro hàng công ty. Và cây này là Redmi Note 8 Pro hàng sách tay. Nhưng mà nó là RAM 8GB nhá mọi người nhá. Cây này RAM có 6GB thôi. Cái này RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Pin 4.500 nhá mọi người nhá. Và con này em bán là 4.050.000. Pin rất là trâu, cấu hình mạnh, như vậy chơi game quá ổn nhá. Và tiếp theo em đến với cây Samsung F10 Lite. RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình 6.7 inch và pin 4.500 nhá. Và màn hình con này nó cỡ 97 98 thôi. Đó, không cấn nhá, nó có nhâm nhẹ ở lưng và ở sườn. Con này thì em bán là 7 triệu. Đó. Vivo V19 này. Vivo V19 thì em bán là 4.750.000 nha mọi người nha. V19 rất là đẹp. Máy nó cỡ 99% đó. Rồi thì em xin phép dừng lại video đây nha mọi người nha. Mọi người mua máy nào thì vui lòng gọi sớm nhất cho em nhá. Nha mọi người.